bạn đã đến với chương trình Công thức thành công tuyệt đỉnh từ bất động sản. Tôi là Hoàng Kim Dung đây, nhà huấn luyện đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hiện tại tôi đang là chủ sở hữu của hơn 100 bất động sản thuê và cho thuê trên cả nước. Và hệ thống thuê và cho thuê này đã đem lại cho tôi một nguồn thu nhập thụ động hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái kiến thức mà tôi đã làm việc trong 15 năm qua trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, và đặc biệt nhất là lĩnh vực thuê và cho thuê bất động sản thành công. Và cái công thức này tôi chia sẻ với bạn từng bước một để bạn có thể đi thuê một căn nhà và sở hữu một cái căn nhà cho riêng mình. Tôi sẽ chia sẻ với bạn các bước từ việc mà đi tìm nhà như thế nào, từ việc mà định giá bất động sản như nào và đàm phán như thế nào, với việc là cho thuê bất động sản ra làm sao, với các phương thức làm hợp đồng và có bao nhiêu loại hợp đồng và mẫu hợp đồng ra sao, cách mà bạn có thể xây dựng một hệ thống thuê và cho thuê bất động sản thành công, cách mà bạn xây dựng một doanh nghiệp thành công. Trong cái khóa học này tôi đã gói gọn toàn bộ và tôi đưa lại cho bạn cái kinh nghiệm 15 năm làm việc cho chính bản thân bạn để bạn áp dụng cho cuộc sống của bạn, trong công việc kinh doanh của bạn, và đặc biệt là trong lĩnh vực thuê và cho thuê. Thì tham gia cái khóa học này bạn sẽ đạt được kết quả cực kỳ tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong chương trình này.